chúng ta đi ra và rước lễ xong thì chúng ta lại bọc quanh lên. Thì ở chính giữa đây thì cha sở và thầy, và riêng hai bên họ đường chân thông thì sẽ có hai thầy tác viên. Vậy xin quý ông quý bà chúng ta được sắp xếp đi trình tự theo cái sự hướng dẫn. Như vậy có nghĩa là chúng ta chỉ đi một lối giữa đi lên thôi, không có đi lối nào khác, hai lối hai bên cũng không có đi mà chỉ là hai lối đi xuống. Tất cả hai hàng ghế ở hai bên đều từng hàng một đi ra phía giữa và rước lễ. Cho nên ai không rước lễ thì chúng ta ngồi tại chỗ. Vâng, đúng rồi. Không, những người nào mà chưa tới hàng của mình thì cứ ngồi tại chỗ đến trên hàng ghế của mình thì mới đi ra. Cảm ơn. Thank you.
con được tham dự mầu nhiệm thánh và Chúa đã